Đồng Nai, biến thể Omicron đã xâm nhập, lây lan nhanh trong cộng đồng. Theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, có thể khẳng định chủng virus COVID-19 đang lây lan chủ yếu là biến thể Omicron. Ngày 6 tháng 3, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh lấy 10 mẫu bệnh phẩm dương tính với COVID-19 ngẫu nhiên trong cộng đồng thuộc nhiều địa phương khác nhau trong tỉnh để gửi Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh giải trình tự gen xác định biến thể của virus SARS-CoV-2. Kết quả giải trình tự gen của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh ngày 5 tháng 3 cho thấy cả 10 mẫu bệnh phẩm của Đồng Nai gửi lên đều là biến thể Omicron. Như vậy, có thể khẳng định chủng virus đang lây lan tại Đồng Nai chủ yếu là biến thể Omicron. Vì vậy, dự báo tốc độ lây lan dịch bệnh sẽ cao trong thời gian tới, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai nhận định. Trong 2 ngày 4 và mùng 5 tháng 3, toàn tỉnh ghi nhận gần 7.900 ca mắc COVID-19 mới. Hiện 688 ca đang điều trị tại các cơ sở y tế, hơn 21,7 ngàn F0 khác đang điều trị tại nhà. Tổng số trường hợp tử vong do COVID-19 tại tỉnh Đồng Nai đến nay là 1.841 ca, hiện còn 87 ca nguy kịch đang tiếp tục được chăm sóc, điều trị. Trong tuần qua, số ca nhiễm mới tại Đồng Nai tiếp tục có xu hướng tăng cao. Nguồn lây ghi nhận phần lớn từ các giáo viên, học sinh thực hiện dạy và học trực tiếp tại các trường học trên địa bàn, từ đó tạo thành các ổ dịch thứ phát tại gia đình. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!